Thưa quý vị, sáng ngày 5 tháng 10, hai nữ lao công quét rác ở thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ bị hai nam thanh niên đánh, bắn nhiều phát đạn. Cả hai nữ lao công đều đang điều trị tại bệnh viện với tâm lý hoang mang Vụ việc xảy ra khoảng 1 giờ sáng ngày 5 tháng 10 tại khu vực cuối đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Tránh, thành phố Quảng Ngãi. Lúc này, hai lao công quét rác là Võ Thị Lưu 42 tuổi và Lê Thị Minh Khải 35 tuổi là công nhân công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi đang quét rác thì hai thanh niên đi xe máy tiến lại gần. Cả hai dừng xe lao vào đánh chị Khải. Lúc này chị Lưu làm việc gần đó thấy chị Khải bị đánh tới tấp đã chạy đến với ý định can ngăn cho đồng nghiệp. Bất ngờ một trong hai thanh niên đã rút súng bắn khiến cho chị Lưu bị thương ở đùi. Thanh niên này tiếp tục bắn chị Khải 3 phát vào chân. Ông Nguyễn Cao Trường, đội trưởng đội sản xuất số 3 cho biết thêm, sau khi bán xong, hai thanh niên này tiếp tục đánh hai công nhân quét rác một hồi nữa rồi mới bỏ đi. Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo công ty đã có báo cáo gửi cơ quan chức năng. Công an phường Nghĩa Tránh đã làm việc với hai công nhân và kiểm tra hiện trường lúc xảy ra sự việc. Hai công nhân sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến sáng nay, ngày 5 tháng 10, sức khỏe hai lao công đã ổn định nhưng tinh thần rất hoang mang. Bác sĩ làm các thủ tục y khoa xác định được các vết đạn ở chân hai nữ lao công và sẽ phẫu thuật để lấy đầu đạn ra khỏi chân. Hiện chưa thể xác định được loại súng hai thanh niên sử dụng bắn vào hai nữ lao công là súng gì. Ông Mùi Văn Quang, giám đốc công ty cổ phần môi trường đô thị tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã cử cán bộ đến bệnh viện giúp đỡ hai nữ lao công và phối hợp làm việc với cơ quan công an sớm điều tra ra hai năm thanh niên manh động